Để khái quát các cái thử nghiệm á, nó có một cái nguyên tắc chung thôi. Mỗi cái thử nghiệm thì mình sẽ có cái nguyên tắc khác nhau, nhưng mà mình chung lại những cái nguyên tắc đó thì để cho các bạn dễ hình dung á, thì cô viết chung lại. Nếu như mà mình đang nói về cái khả năng lên men đường hoặc là sử dụng một cái cơ chất, các cái cơ chất này nè, nó được vi khuẩn sử dụng thì nó sẽ cho ra cái sản phẩm. Và cái sản phẩm này sẽ làm thay đổi pH của cái môi trường. Và từ cái việc mà thay đổi pH môi trường á, nó sẽ làm cho cái chất chỉ thị màu này nè bị đổi màu. Thì dựa vào cái tính chất đổi màu của môi trường, người ta sẽ xác định là âm tính hay là dương tính. Ví dụ như ở đây có cái thử nghiệm citrate này, các bạn sẽ thấy á, là ví dụ như ở cái môi trường này các bạn cấy xong các bạn thấy nó có màu xanh lá thì nó là âm tính, còn nếu như mà nó đổi sang màu xanh dương thì nó là dương tính vậy thôi. Rồi cái thử nghiệm thứ hai, mà cái nguyên tắc thứ hai mà mình cần quan tâm đó là cái khả năng sinh ra một cái enzyme. Cái cơ chất này ha, nó sẽ được enzyme sử dụng và tạo ra cái sản phẩm. Cái sản phẩm này thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là sản phẩm nó sẽ làm đổi màu môi trường thì mình sẽ đọc kết quả luôn. Trường hợp thứ hai á, là sản phẩm này nó sẽ mình cần phải có một cái thuốc thử. Cái thuốc thử này sẽ có một cái hiện tượng, ví dụ như nó có thể là đổi màu hoặc là sủi bọt khí hay cái gì đó, thì mình sẽ ghi nhận cái hiện tượng này luôn.